Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán, còn lòng của bọn cá này thì anh Bổn nắm rõ như lòng bàn tay. Vì thế, ngày hôm nay anh tiếp tục một trò mới, với vũ khí đơn giản nhưng siêu hạng, để anh có thể tìm bắt được vài khứa cá về nhậu chơi. Cùng chờ xem chiến lợi phẩm ngày hôm nay của anh sẽ là gì nhé. Một sinh vật kỳ quặc vừa xuất hiện, đúng là tín hiệu từ vũ trụ, để anh có thể thực hiện một chiếc bẫy đẳng sơ cấp của mình. Với quả bóng Pokemon, anh sẽ biến nó thành một cái bẫy, chỉ cần đơn giản cho một ít mồi vào phía trong, không đóng kín nắp mà mở he hé. Rồi đặt nó xuống dưới bụi cỏ, 30 phút đã trôi qua, khi anh moi lại quả bóng từ dưới nước, nó đã đậy kín nắp, nên anh cực kỳ tự tin rằng đã có thu hoạch rồi. Bất ngờ chưa ông già, một con tôm xanh trông cực kỳ nổi bật và xinh đẹp, dù rằng em nó chẳng hề vui vẻ gì với sự có mặt của anh, nên liên tục cáu kỉnh. Nhưng không sao, mình không vui thì người vui sẽ là kẻ khác, anh Bổn tung tăng mang con cá về nhà, thả vào bể nước. Còn khứa cá bé tẹo này là thành quả trong lúc nhặt lá đá ống bơ, nhưng lại là một miếng mồi cực kỳ siêu hạng dành cho con cá dưới bể. Con cá đó cực kỳ khủng khiếp, nó luôn thể hiện khả năng săn mồi đỉnh của chóp của bản thân, bạn xem kìa, chẳng may nó mà đớp trúng tay thì ối giời ơi. Nhưng anh Bổn lại cực kỳ thích thú với điều đó, và với quả bóng Pokemon tiếp theo, anh Bổn quyết tâm sẽ bắt một khứa thật lớn. Vì thế, anh nối nó với một chiếc bẫy lưới độc lạ, trong thời gian chờ đợi, anh đến chỗ bể cá coi, trông chúng thật sự xinh đẹp và nổi bật. Tuy nhiên chúng lại quá hiền lành, với một kẻ ưa nghịch ngu như anh Bổn, anh thích cảm giác kích thích nhiều hơn. Quay trở lại với chiếc bẫy đã răng trước đó, tuy không to lớn nhưng đủ sức thu hút mọi ánh nhìn, một con cá rồng xinh đẹp. Đỉnh của chóp, đây sẽ là tiền thân của một con cá rồng siêu to khổng lồ trong tương lai, anh tiếp tục thêm nó vào bộ sưu tập của mình. Ngày còn dài, trò vui còn nhiều, anh tiến đến một vùng nước nổi lềnh phềnh những mảng cỏ khô, dùng siêu cần trông nhỏ nhưng có võ, ngay lập tức câu được gì đó. Với sự trợ giúp của người bạn, anh đã tóm được một siêu phẩm, đỉnh luôn anh em ạ, một con cá vực vừa to lớn vừa xinh đẹp. Vốn là chàng trai ngoan hiền, anh đây chỉ thích nhiều tiền để thỏa mãn đam mê, con cá vực ngay khi vừa cho vào bể đã quẫy đạp tung tóe. Không ổn rồi, anh đành đặt em nó vào một chiếc bể khác to lớn hơn, đây mới đúng là nơi dành cho em nó. Mỗi quả bóng Pokemon đã có được một khứa siêu đỉnh, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Anh tiếp tục mang theo một quả bóng màu tím, nhưng vừa đưa em nó đến bể, thì người bạn của anh đã tăng độ khó cho game. Bằng cách yêu cầu anh Bổn phải bón cá cho cá, cụ thể là đút những miếng cá tươi mọng này vào miệng con cá chê đầu bự. Bạn trông kìa, nó đớp ngon lành quá đi mất, chỉ mong em nó đừng nhầm tay anh là mồi mà đớp bất chấp thôi. Khi đã hoàn thành thử thách, anh cho những miếng cá tươi ngon lành còn lại vào bẫy, rồi thả theo bóng Pokemon để làm phao. Anh đã để chiếc bẫy to nhất đó qua đêm, với hy vọng sẽ thu được một chiếc cá khủng nhất từ trước đến nay. Bạn nhìn xem, anh còn chu đáo mang thêm cả một chiếc vợt khủng bố luôn kìa. Chưa ra đến nơi, người bạn của anh đã kêu gọi cực kỳ hào hứng, từ phía ngoài anh đã nhìn thấy một chiếc đuôi đỏ chót. Lôi được cái bẫy lên bờ, bạn đoán xem, có khi nào là con cá chê hôm qua không nhỉ? Ôi mẹ ơi, một con cá cực lớn. Và đây rồi, cái miệng to lớn này đúng chuẩn là khứa hôm qua tính đớp tay anh rồi, thành công mỹ mãn các bạn ạ. Nó trông mạnh mẽ như một con cá mập đầu búa vậy. Kể mà có làm bữa lẩu thì cũng rất ra gì và này nọ đấy nhỉ. Có lẽ vì nghĩ đến miếng mồi nhậu cực béo này mà họ vô cùng vui sướng. Hội bạn báo thủ của anh bế con cá vào bể Pokemon, nhưng em nó quá ngoại cỡ các bạn ạ. Vì thế, họ đành lùi bước về sau, chuyển em nó vào chung bể với con cá vược. Anh đã thành công có được những nhân vật chủ chốt, tương ứng với mỗi quả bóng màu sắc sặc sỡ. Thế nhưng những người bạn của anh Bổn lại khẳng định họ có thể săn được những con đỉnh hơn nhiều so với con tôm càng bé xíu kia. Nói thì hay, làm được hay không thì để anh chống mắt lên xem, hai người bạn được giao cho hai chiếc bẫy. Họ lần lượt cho mồi vào trong, rồi thở xuống dưới bể, những con cá dưới kia đang ra sức lượn lờ. Vào nhà chơi đi các bé ơi, mồi của anh thì ngon nhức nách, một lúc sau, anh Bổn anh đã khẳng định bẫy đã có thành quả rồi. Ô kìa, vừa mới xuống nước đã có một con rùa chặn đường, thấy trai đẹp là sấn lại thế này thì xứng đáng bị om chuối đậu nha mày. Thế nhưng những chiếc móng sắc nhọn đã cứu con rùa khỏi một bàn thua trông thấy, còn trong bẫy của anh bạn liệu sẽ có gì đây? Anh Bổn cực kỳ thích thú, bạn xem này, ngoài một khứa bé bi đang tập bơi, thì lại có thêm mấy khứa cũng bé không kém. Ủa rồi như này là lớn hơn con tôm càng dữ chưa? Người ta bảo rồi, gáy sớm ăn lồng, nên đừng bao giờ nghĩ rằng tụi này dễ tóm nhé. Chiếc bẫy còn lại thì sẽ thế nào đây? Bạn có tò mò không? Úi sời, hú hét to thế kia là bún đã hơi ngán rồi đấy nhé. Nhưng anh bạn phía trên đang kiểm tra phía trong, chỉ là mấy khứa cá không thể bé hơn xuất hiện, anh áo xanh cảm thấy thành quả của mình hay ho hơn nhiều, nên cực kỳ hưng phấn. Quân tử cà khịa 10 năm chưa muộn, nhưng thôi, dù bé tí ti, nhưng lũ cá đầy màu sắc này cũng sẽ là một sự trang trí tuyệt vời cho bể cá Pokemon của anh. Đặc biệt con rùa bé này thật sự là một món tuyệt vời, thấy trời vẫn còn sớm, anh Bổn chợt nghĩ ra một trò mới. Câu cá không cần mồi, mà sẽ sử dụng thẻ Pokemon để câu, nà ní. Ảo ma thật sự, con cá vược dường như phát điên về thức ăn.
bất kỳ thứ gì lởn vởn trước mặt, nó đều thà đớp nhầm còn hơn bỏ sót. Vì thế, em nó liên tục tấn công vào tấm thẻ, dù chẳng hề biết nó có chén được hay không. Ảo ma Kana đa thật đấy, thôi thì để cảm ơn sự phối hợp tuyệt vời của em nó, anh thưởng cho con cá thêm vài con cá nhỏ, đương nhiên nó chẳng bao giờ từ chối. Thật sự đây là một chiến thần mà anh đã có được, đỉnh thật sự. Để xoa dịu trái tim đang run rẩy với sự máu chiến của con cá, anh tìm đến con rùa trong bể. Em nó là một con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm có. Ô, anh bạn quái dị này đang có gì đấy nhỉ? Ôi trời, một con cá trông cực kỳ bắt mắt, bạn nào biết nó là giống gì không? Xinh đẹp quá nhỉ, ối mẹ ơi! Nó thình lình lại xin anh tí huyết các bạn ạ. Anh bạn lúc này mới cho biết, đây thật sự là một kẻ mạnh, nó giống như cá mập vậy, cực kỳ máu chiến. Đỉnh thật, em nó là một Pokemon thì sức mạnh đỉnh phải biết. Các bạn nghĩ sao về chuyến săn bắt đầy thành tích ngày hôm nay của anh Bổn? Bạn có muốn thử thách bản thân ngay ở hồ nước gần nhà không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nhé. Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại.